đâu? Chúng ta đang ở Hà Nội. Ủa? Đúng không? Cô đứng với hai cây bắc nè. Xàm quá à. Đây, như các bạn sẽ thấy chúng ta đang ở Hồ Chí Minh. Chờ bến thôi. Hồ Chí Minh. À, chúng ta sẽ có cô May lần đầu tiên đến Sài Gòn. Và một chàng trai Sài Gòn. Và đây là cô gái vừa đến Sài Gòn một thời gian nhưng chưa bao giờ đi chợ Bến Thành. Và cô cũng mới đi chợ Bến Thành một lần duy nhất trong đời thôi. Trời ơi, ở đây mà có ai quay mỏi tay quá, cầm đi. Cầm rồi. Tay cầm mấy cái. Rồi, và ngày hôm nay thì tụi mình sẽ cùng nhau ba con người quét chợ Bến Thành, ăn sạch cái chợ Bến Thành này. Yeah, vô đi bây giờ. Thật sự là ba đứa này chưa bao giờ vô chợ Bến Thành ăn một cái gì chưa hết. Chưa bao giờ vào chợ Bến Thành. Cho nên là phải Google. Cho nên đi vô. Vô, vô. Nhưng mà thật sự cái khu này là chợ nhà giàu cho nên là cụi cũng chả bao giờ cụi vô đây. Mày bán vô đây mua cái gì là cũng chặt đứt cổ, chém đứt cổ. Đây đây, cô sẽ cho mọi người coi. Đây là ngã tư chợ Bến Thành. Ngã tư, đây mình đang đứng ngay ngã tư đường. Đây là khu hàng ăn, khu hàng ăn đóng cửa hết rồi sao đứng ngay cái quán mà đóng không vậy? Thôi trong đây sạp cực kỳ nhiều luôn á. Cực kỳ nhiều á. Đây là ba dĩa của tụi mình đã kêu ra là bánh bột lọc, bánh bèo, và thịt nướng. Thì tụi mình vẫn hay coi trên những video truyền hình là ngồi đây là cứ ăn bánh bột lọc, bánh bèo, không biết là ngon không. xin giới thiệu với các bạn, đây là một dĩa bánh bột lọc, bánh bột lọc, đây, 5, 4, 3, 1, 2, 4, 3, gồm có là 3 miếng chả và cỡ 7-8 miếng bánh bột lọc. Thì có bánh mức giá bao nhiêu, năm thì thịt nướng mới là 5, 4, 2 cái này 5. Có một xíu bèo và 2 miếng chả. Thôi rồi, ăn thôi. Ăn. Đây. Ủa, thịt xương này không có cái cuộn cuộn chấm chấm đúng không, ở Huế nhỉ? Không, đây là thịt xương Sài Gòn. Ta lắm vì ở đây ăn gì cũng ngọt hơn bình thường. Thịt thì đậm vị này, mềm mềm, cũng dễ ăn nhưng mà bị ngọt, nó không thích ăn ngọt. Nhưng mà thật sự đối với cụ thì là bình thường thôi, tại vì nhà cụ cũng nên được sườn y chang vậy. Mình xin phép được review cái này. Thịt cũng bình thường lắm, thịt. Dạ, cảm ơn. Dạ, ủa, may quá, cảm ơn ạ. Yeah, trà khuất của mình đây rồi. Bánh cầu cũng ngon. Nước uống rất là ngon, bởi vì hoa quả ở miền Nam thì kiểu rất là tươi, rất là nhiều loại, rất là ngon. Bơ này cũng rất là ngon này, mà hơi ngọt. Bơ ngon. Tại vì như các bạn có thể thấy là trong bánh bèo có bánh bột lọc nhá. Cái bánh bèo này cái vàng của nó ấy, nó như kiểu đậu ấy. Nó rất là đậu ngọt. Đậu á hả? Đây là một cô gái say trà, say sầu riêng, không ăn cá. Khoan gì ta? Tất cả những đồ bơ sữa hoặc là quá ngọt. Thế mà bà ấy đòi đi uống bơ say, bơ sinh tố. Nhưng mà bơ có bỏ ít đường thì có sao đâu. Lý thuyết của cô gái như thế đấy. Mấy mỗi người được một lượt đánh bèo thế này. Bánh bèo bình thường thôi. Bình thường thôi. Đánh một lọc thì cũng bình thường thôi. Bình thường thôi. Nói chung là nó không chán. Không có gì đặc sắc. Không có gì đặc sắc thiệt. Thì đúng là tại vì vô đây á, chủ yếu là người ta cũng chỉ bán những cái món mà cơ bản để phục vụ cho dân du lịch như đây. Ngọt lắm. Tại vì trong đấy ăn ngọt. Về miền Tây, bà về miền Tây không biết sao bà sống luôn á. Qua tới Thái Lan chắc bà tưởng đường mà chết trong bệnh luôn. Bây giờ sẽ tới món tiếp theo. Đây. Cùng anh băng qua bao đại dương, cùng anh đi vượt ngàn con đường. Đây là ba món của chúng ta. Thì ok, việc đầu tiên đó chính là gấp hải sản ra khỏi tô của May. Cái này nếu May không thể ăn được hay sao thì cái này có tô May. Ui, nó không phải cái này nữa. Rồi, hết rồi. Chắc chưa? Rồi, tí thấy tiếp rồi bắt tiếp. Trước khi mà mình vào đây á, mình cũng nghĩ á, gỏi cuốn phải là những cái món đồ sống mới gọi là gỏi cuốn. Thật ra đây cũng không, mà giống như là cái nem cuộn của mình ý. Bánh canh thì nước ngon hết đấy. Nước ngon, nước rất được, nước rất ngọt nha. Ngon lành lắm luôn á. Trong một cái tô bánh canh này khá là nhiều. Mặc dù giá cũng hơi chét một tí, nó thẳng ra giá mắc. Nhưng mà bánh canh này bao nhiêu? Cũng 50-60.
Bánh canh 50-60 nghìn thì so với ngoài ở Hà Nội thì không phải là quá mắc. Hủ tiếu này ngon này. Hủ tiếu mày ơi. Hủ tiếu quen mồm. Mình sẽ thử cái này là chao hoặc quậy hay là gì? Tương đậu đen, tương đậu nành. Đây là tương đậu nành. Trong này có giá này, có bún này, có tôm, có rau. Nên là cảm giác nó rất là giòn. Nhưng mà mình không thích ăn giá sống, giá đỗ sống cho nên mình cảm thấy nó hơi hăng. Ở đây những cái đồ mà đồ nhúng hay là trần đấy thì mọi người nói là trụng. Tao vẫn không hiểu cái từ trụng trong từ điển tiếng Việt đó là từ gì. Còn mày mày thấy hủ tiếu Nam Vang sao? Đi đừng có phải chậm nó đấy. Run. Cảm giác là cái chợ này nó là chợ bé hơn cái chợ ở Hà Nội ấy. Là có chợ ở Hà Nội là dai đúng không? Nó dai. Còn ở Hà Nội là như kiểu sợi phở mỡ. Nhưng cái này ngon. Ngon. Với lại ở đây có rất nhiều tóp mỡ. Ăn tóp mỡ ngon lắm. Mà tóp mỡ ở đây là nó chiên lên rồi cho vào đây. Để nó lấy cái vị thơm ấy. Nhưng mà cái bánh canh của quậy thì ngon nhất. Ngon thiệt, công nhận là ngon luôn á. Cái vị bánh canh nó rất là vừa ngọt. Cho thử một miếng canh bánh canh thử xem nó như nào. Bánh canh á, nước nấu hơi lình lình ăn rất là ngon nha. Ngọt lắm, rất là ngọt, vị hải sản kiểu tôm, cua, cá thịt á. Mà có một cái cũng không thích lắm là cua hết. Mới lên hồi cũng không thấy cua đâu hết. Tôm thì nhiều, tôm thì mấy con lận. Gọi là bánh canh cua nhưng thật ra là tôm, bánh canh tôm. Tôm nhiều hơn cua. Cái này thập cẩm nó có tôm, có mực, có tim, có gan. Có lòng nữa. Nhưng mà cô đã ăn hết 1/3, 1/1 nửa cái đồ ăn ở trong đó rồi. Thì mấy con ăn được. Nhưng mà cái cảm giác là mình ăn một tô như vậy á, nó nhiều, nó hoành tráng hơn, nó chuẩn với cái giá tiền hơn. Nó bỏ hơn. Ba món này xong và mình nghĩ là một món cuối cùng nữa rất là hấp dẫn ở chợ Bến Thành. Nếu bạn nữa hả? Nữa chứ. Nữa. Mình ăn no mình phải ăn no thêm một món cho nó nữa. Ok. Và đấy là cái là một món tráng miệng phải không quậy? Đó, rồi, đi. Yeah, và bây giờ mình có trên tay một cốc xương xa hạt ly để chỗ là của hôm nay. Quên nhầm, của mình là hạt sen. Hạt sen mày. Đây là xương xa hộp liệu, xương xa hộp liệu. Cảm giác ở cái caramel ở Hà Nội thì nó béo hơn, ngậy hơn. Nhưng mà ở đây thì nó cứng hơn ý. Nó không mềm ngọt như là ở Hà Nội. Mình thích cái này. Hà Nội là bỏ xuống cái là nó sập xuống liền luôn, nó bẹp ra liền luôn. Nó rất là mềm. Còn đúng thiệt luôn là nếu như mà bạn vô chợ Bến Thành, tự nhiên quên mình đúng tầng chợ, thì bạn nên ăn chè thập cẩm thì tại vì thập cẩm có thấy ngon thiệt, ăn ngon lắm, béo lắm luôn á. Mà như kiểu có cốt dừa ấy. Nó trộn đầy đủ luôn. Mà ngọt vừa lắm. Mấy cái hạt ở trong nó xương xanh 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 hợp lửa. Nó cũng ngon nữa, dai ngon lắm luôn á. 65 ngàn thì chắc là vẫn mắc. Tức là chắc là cái này 15 nghìn, bánh flan 15 nghìn và hai cái này một cái 25 nghìn chắc vậy. Này 20 á, này chắc 25. Cái này 30 nghìn. Thì thôi, thì ở đây đúng rồi, nói gì nữa vậy trời. Vô tới đây rồi chịu thôi. Vô đây chỉ có tham quan thôi, không có mua được cái gì đâu, còn nói thiệt. Có đi ăn thì ăn mấy quán vỉa hè thì ngon. Chứ mấy cái sốt to ăn. Quán vỉa hè là... Trước khi mà vào đây mọi người cũng ủa, vào Sài Gòn đồ ăn rẻ lắm, đồ ăn ngon lắm. Xong mình kiểu giờ đi ăn mấy chỗ to đấy ạ. Chúng ta sao bắt giờ? Chúng ta ăn xong, chúng ta sẽ ra ngoài thôi, rồi có đóng cửa rồi. Chuẩn bị là ta quét, ta quét ra đi giờ, rồi ăn. Rồi ăn lẹ. Rồi vậy cái video ngày hôm nay của chúng mình đã đến đây là hết rồi. Cùng anh băng qua muôn trùng khơi, cùng anh đi tận cùng chân trời. Má. Ôi trời, nó là tiếng Hoa á, thiệt luôn, nó là tiếng Hoa. Nó là tiếng Hoa luôn á, thiệt á. Mây nó nói bằng Tây Ân của mình nói. Nói. Má, mới vào đây có 2 ngày về và đây mấy tuần rồi mấy tháng rồi má. Nói nữa là chúng nó quánh á. Rồi. Như vậy rồi cái tour Bến Thành của tụi mình tới đây là kết. Thì như các bạn thấy thì chất lượng đồ ăn nó sẽ như vậy và giá nó cũng như vậy. Nếu bạn muốn tới tham quan thì cứ tham quan, mình không cản. Ăn muốn ăn thì cứ ăn, mình không cản. Rồi, nếu các bạn thấy video hay đừng quên nhấn like và subscribe channel nha. Yes. Bye bye. Và cả kênh Hôm Nay Gì nữa. Bye.